cận cảnh đôi mắt trẻ hóa sau khi sử dụng dịch vụ nâng cung mày trực tiếp Perfect Form tại nhà Melissa nha. Hiện tại Melissa đang quay cận cảnh trực tiếp hiện trạng ban đầu của chị khách hàng trước khi đến với nhà Melissa. Các chị ơi, mình vào livestream mình theo dõi giúp em nha. Hiện trạng của chị khách hàng trước khi đến với nhà Melissa là da dư nè, tình trạng da dư, mỡ thừa, thời gian tăng, tuổi tác tăng. Thì cái phần da dư này đã đổ sụp xuống nha, che khuất đi tầm nhìn cũng như là che khuất đi 1/2 đôi mắt của chị khách hàng này, và làm cho đôi mắt của chị khách hàng này trở nên nhỏ nè và bị giảm thị lực. Và khi đến với nhà Melissa, Melissa đã tư vấn hiện trạng của chị khách hàng là bị da dư nè, da bị lão hóa, thời gian tăng, tuổi tác tăng, da bị chảy xệ, xuất hiện những cái nếp nhăn li ti nha. Và Melissa đã tư vấn cho chị khách hàng này là dịch vụ là nâng cung chân mày trực tiếp Perfect Form tại nhà Melissa. Và các chị ơi, các chị em nào mình đang gặp những cái vấn đề da dư, da bị lão hóa, da bị nhỏ trùng, hoặc là làm chân mày nơi khác, chân mày bị xanh nè, bị đen nè, bị chỗ xanh, chỗ đỏ, bị lem nhem 2-3 đuôi, mình vẫn cũng có thể là sử dụng dịch vụ này cả nhà nha. Và bình thường chi phí giá gốc là 12 triệu đồng, giảm giá chỉ còn 6 triệu đồng thôi nha. Và sau 20 phút thực hiện, các chị ơi, mình có tò mò là chị khách hàng này đã thay đổi như thế nào không ạ? Và sau đây em sẽ không đợi các chị đợi lâu nữa nha, em sẽ quay trực tiếp bằng camera thường để cho các chị xem đây là người thật việc thật tại nhà Melissa. Các chị ơi, mình quan sát thấy là có phải là hai đôi mắt này là hoàn toàn khác nhau không ạ? Là lúc xưa chị khách hàng này đôi mắt to tròn rõ ràng hai nếp mí, và sau khi sử dụng dịch vụ xong trả về đôi mắt to tròn là trả về thời thanh xuân cho chị khách hàng này, và trẻ hơn từ 5 đến 10 tuổi nha. Và sau đây để tạo độ chân thật nhất có thể, em xin phỏng vấn chị khách hàng này một tí xíu nha. Dạ, em chào chị Thảo nha. Chào em. Dạ chị Thảo ơi, mình ở đâu lên vậy chị? Chị ở Bến Tre. Wow, Bến Tre là xa lắm chị ha. Mà sao chị biết đến với nhà Melissa vậy chị ha? Tại vì có người chị tới đây làm rồi, rồi có nhiều bạn bè cũng tới đây làm rồi, cho nên là chị cũng có theo dõi trên mạng, rồi chị mới chị tính lên làm từ lâu rồi, nhưng mà cũng như là không có điều kiện, với hơn nữa bạn bè công chuyện á, chị không có thời gian, cho nên bữa nay chị tranh thủ dịp lễ chị qua chị làm. Dạ vâng, rồi hiện tại bây giờ đây là dịch vụ sau 20 phút khi mà chị Thảo sử dụng dịch vụ nâng cung chân mày trực tiếp tại nhà Melissa nha. Thì ở đây có một chị khách hàng mới hỏi là hiện tại bây giờ là cái hiện trạng này của chị ra sao, tại chị vừa mới vô xem livestream luôn, thì em sẽ quay lại cái hiện trạng cho tất cả các quý khách hàng theo dõi nha. Và các chị em ơi, mình có cả thấy là cái nhan sắc của chị khách hàng này đã thay đổi một cách hoàn toàn không ạ? Là từ một vùng mắt nè, da dư, da trùng, da bị lão hóa, che khuất đi là đôi mắt. Đây nè các chị ơi, mình quan sát đôi mắt của chị khách hàng này giúp nhà Melissa nha. Nhưng sau 20 phút thực hiện dịch vụ phẫu thuật tại nhà Melissa, đôi mắt của chị khách hàng này là hầu như phần đôi mắt to tròn rõ ràng hơn hai nếp mí rất là nhiều nha các chị nha. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh một lần nữa nha. Dạ, chị Thảo ơi, trước khi mà mình làm dịch vụ mình có lo lắng gì không chị? Trước khi làm cũng có hồi hộp, nhưng mà trong quá trình làm thì không có đau. Nói chung là không có đau. Dạ, mình chia sẻ tiếp đi chị. Cũng như là làm xong rất là hài lòng. Rồi cũng như là cảm thấy cũng ưng ý lắm. Thì chị em có ai muốn làm đẹp thì cứ tới Melissa. Em cảm ơn chị Thảo rất là nhiều nha. Nhưng mà cho em hỏi nè, hồi nãy bạn tư vấn cho chị với cái chi phí mà mình làm dịch vụ á, chị cảm nhận chi phí như thế nào chị ha? Cái chi phí nói chung cũng vừa túi tiền, nói chung là cũng được. Có nghĩa là chi phí này có nghĩa là ví dụ như là sinh viên nè, nông thôn, thành thị hoặc là giàu nghèo ai cũng có thể làm được dịch vụ này chị ha? Đúng rồi. Khi chị đến với nhà Melissa là cho em hỏi là từ khâu bảo vệ nè, lễ tân, các bạn nhân viên tư vấn và đội ngũ y bác sĩ, chị cảm thấy là phong cách phục vụ như thế nào chị ha? Cũng được, ok toàn bộ. Chị trước khi làm mình có được kiểm tra sức khỏe tổng thể không chị? Có. Chị ơi, có nghĩa là trước khi mà mình làm dịch vụ bên nhà Melissa là cái bước đầu tiên Melissa luôn quan trọng về khâu sức khỏe ha chị ha? Đúng dạ, rồi. Dạ chị ơi, bây giờ cho em quay cận cảnh, bây giờ đây là cái hiện trạng ban đầu của chị nè. Các chị ơi, các chị quan sát giúp em nha, đây là hiện trạng ban đầu của chị khách hàng khi trước khi đến với nhà Melissa nha. Các chị quan sát giúp em nha, đôi mắt này nè là bị nếp mí nè, bị da dư nè, mỡ thừa nè, nhão trùng nè, chảy xệ, che khuất đi tầm nhìn cũng như là 1/2 đôi mắt. Nhưng mà sau khi làm xong, các chị ơi, mình quan sát hai đôi mắt gì giúp em nha, hoàn toàn khác nhau luôn. Em để hình ảnh cho các chị so sánh nè. Đó các chị ơi,
Đó, nhìn đó vẫn là chị Thảo nhưng xinh hơn, đẹp hơn nha. Và các chị em nào mình đang gặp những cái vấn đề da dư, da bị lão hóa hoặc là làm mày nơi khác bị chỗ xanh chỗ đỏ lem nhem hai ba đuôi, mình có thể sử dụng dịch vụ là nâng cung chân mày trực tiếp Perfect Form tại nhà Malisa nha. Và hiện tại trên phiên live này giá gốc là 12 triệu đồng, giảm giá chỉ còn 6 triệu đồng thôi nha. Tuy đây là một tiểu phẫu vô cùng đơn giản nhưng mà trước khi đến với nhà Malisa, các chị ơi, mình sẽ được kiểm tra sức khỏe tổng thể, đo huyết áp nè, đo lượng đường, ST và xem tim mạch của mình có ổn định hay không. Nếu mà chỉ số sức khỏe của các chị ok, ổn định thì Malisa mới bắt đầu tiến hành làm. Và bước thứ hai đó là khâu thiết kế nha các chị. Thiết kế để làm sao ạ? Định lượng được cái lượng da dư cũng như là mỡ thừa và xác định được cái đường cắt chính xác nhất. Và sau khi thiết kế xong, bác sĩ sẽ dùng cây nhíp gắp cái lượng da dư đó lên, xem là trong cái quá trình làm mắt của khách hàng có bị trợn, bị giật hay sao hay không. Nếu mà lấy lượng da dư mỡ thừa nhiều quá, chắc chắn là đôi mắt của chị khách hàng này sẽ bị trợn và bị giật nè. Còn nếu lấy ít quá thì chắc chắn là sẽ không loại bỏ được cái phần da dư mỡ thừa, không triệt để được. Nên là cái khâu thiết kế là vô cùng quan trọng nha. Sau khi kiểm tra khâu thiết kế xong, chuyển qua kế tiếp đó là sát khuẩn vô trùng nha các chị nha. Và tiêm tê cục bộ để trong quá trình làm sẽ không có bị đau đớn nha các chị nha. Làm là nhẹ nhàng nè. Và sau 20 phút thực hiện xong là đôi mắt làm xong, không sưng, không bầm, không tím tái. Các chị ơi, mình quan sát màn hình giúp em nha. Sợi chỉ vẫn còn y nguyên đây nha. Đây, em cầm sợi chỉ cho các chị xem nha. Vừa làm xong luôn là các chị ơi, mình thấy cái đường may có nước nụ không ạ? So sánh với bên ngoài thị trường thì đường may bên nhà Malisa đó là đường may độc quyền nha. Đây là công nghệ 4D, đóng khóa vết khâu hai đầu, đính cơ bên trong là sợi chỉ được giấu từ trong bên trong da đó các chị, không có lộ bên trên bề mặt da, dễ dàng vệ sinh. Và sau 6 ngày sau các chị có thể làm mình cắt chỉ rồi nha các chị nha. Mình chỉ cần bấm đầu này và rút đầu kia nha các chị nha. Dạ rồi, hiện tại bên ngoài thị trường bây giờ có rất nhiều những cái công nghệ vẫn còn á, là may những cái bó cơ như thế này, hoặc là may cái đường chân rết làm mất thẩm mỹ là cái đầu tiên. Cái thứ hai, khi mà các chị em á mà nghĩ đi ạ, từng cái chân rết như vậy, từng cái bó cơ như vậy mà nếu như mà khâu ở trên cái làn da của chúng ta, mỗi khi mà các chị em cắt chỉ á thì ngay chỗ cái vị trí đó nó sẽ hình thành những cái vết sẹo trắng, và đã là vết sẹo rồi thì không có xử lý được. Nhưng khi đến với nhà may xa, đường may của nhà may xa nuốt nuột nuột luôn ạ. Đóng khóa vết thương hai đầu, may là may đính cơ ở bên phần trong và luồng chỉ ở bên trong nên hoàn toàn á, các chị em sau khi làm dịch vụ ở tại nhà Mai Sa về rất là dễ để vệ sinh da và không có lo sợ là khâu sau khi làm xong nè. Thứ nhất á, là để lại hai cái vết sẹo ở trên bề mặt da lông mày của chúng ta ha. Và cái phần thứ hai là cũng không có lo về vấn đề sẹo. Và khi về á, sẽ có đội ngũ y tá bác sĩ hỗ trợ hướng dẫn cách chăm sóc tại nhà. Các chị vệ sinh vết thương tại nhà cũng là vô cùng dễ dàng luôn ạ. Và khi đến với nhà Mai Sa, thiết kế rất là quan trọng để không bị trợn, bị xết nè, không bị lấy cái một cái lượng da quá nhiều. Nếu như trường hợp lấy lượng da dư quá nhiều sẽ làm cho cái mắt của chị khách hàng này bị trợn nè, bị xết nè, đồng thời khi chúng ta ngủ thì không có nhắm kín mắt được ạ. Khi đến với nhà Mai Sa kiểm tra lúc nào cũng là phải quan trọng nhất, da dư bao nhiêu lấy đúng bấy nhiêu, không làm ảnh hưởng đến cái phần mí mắt của khách hàng nè, không có làm lộ những cái đường khâu và cũng như là không có làm cho cái làn da của chị khách hàng này bị trợn, bị dữ và bị xết mắt . Như các chị em có thể nhìn thấy, đây là cái cắt treo của nhà Mai Sa vừa mới thực hiện xong của chị khách hàng nè. Các chị ơi, các chị, đây là chị khách hàng vừa sử dụng dịch vụ nâng cung mạch trực tiếp tại nhà Malisa nha. Chỉ sau 20 phút thôi . Các chị em nhìn kỹ dùm em nha. Nó có khác so với cái hiện trạng ngay lúc đầu không ? Bây giờ em sẽ để một là hiện trạng ngay lúc đầu khi khách hàng tới nhà Malisa, và một bên là chị khách hàng vừa làm xong dịch vụ luôn. Các chị theo dõi dùm em nha. Nó có khác biệt không ? Hiện trạng ngay lúc đầu của chị khách hàng này, thứ nhất là chị khách hàng này có một nhược điểm, đó là cái gờ xương hốc mắt của chị đó là rất là cao luôn. Hốc mắt thì nó sẽ bị sâu, gờ xương nó cao. Nhìn cái khuôn mặt của chị nó rất là mất thiếu sức sống. Nhìn cái đôi mắt của mình nó hơi buồn. Cái thứ hai nữa là cái lượng da dư này. Lượng da dư trên cung chân mày đổ sụp xuống, làm hầu như là đã che mất cái tầm nhìn của chị khách hàng. Và chị khách hàng có trao đổi là nó rất là bị mỏi mắt luôn. Mỗi một buổi sáng thức dậy là toàn là phải nhướng mắt lên. Nhướng mắt lên, và đặc biệt sau khi làm xong nha, không những xử lý được cái phần da dư trên cung chân mày đổ sụp xuống mà đã trả lại cái phần mắt hai mí cho chị khách hàng này cực kỳ to rõ, cực kỳ đẹp, nhẹ nhàng, tự nhiên luôn. Và các quý khách hàng ơi, mình theo dõi kỹ dùm em nha. Thường những dịch vụ mà cắt treo nâng cung chân mày ở những chỗ khác nha thì sẽ lấy quá nhiều, mất quá nhiều cái phần khuôn chân mày của chị khách hàng. Còn sau khi chị Thảo sử dụng dịch vụ nâng cung mày trực tiếp tại nhà Malisa, nó chỉ mất
một chút xíu cái phần đuôi chân mày thôi. Thì chị Thảo ơi, lúc mà mất một chút xíu phần đuôi chân mày như vậy, chị cũng đừng có hoang mang hay lo lắng nha. Tại vì sau khi mà chị rút chỉ xong, chị để cái phần vết thương của chị ổn định trong vòng từ 2 tới 3 tuần thì chị quay lên đây, Melissa đảm bảo sẽ phun lại cho chị một cái cặp chân mày cực kỳ đẹp, hoàn hảo tự nhiên luôn. Nên chị hoàn toàn yên tâm chị nhá. Cho em hỏi một chút xíu là cơ duyên nào mà chị biết tới nhà Melissa vậy chị ha? Tại vì có người chị có tới đây làm rồi, với bạn bè của chị có tới đây làm rồi, với chị theo dõi trên mạng nữa. Dạ, là có nghĩa chị biết. Dạ, là có nghĩa là người thân của chị đã làm dịch vụ, cũng làm dịch vụ cắt treo luôn hay làm dịch vụ gì chị Thảo ha? Cắt treo luôn. Cắt treo rồi cũng như là làm bên da, rồi nói chung là bà chị bà cũng làm đủ thứ ở đây hết trơn á. Dạ, có nghĩa là khách hàng thân thuộc của nhà Melissa đúng không ạ? Rồi thứ nhất là vừa người quen làm này, rồi người quen giới thiệu, rồi thứ hai là xem theo dõi livestream trên trang của thẩm mỹ viện Melissa, nên là hôm nay đã tin tưởng tới đây để làm dịch vụ đúng không ạ chị? Đúng rồi. Dạ, sau khi hồi nãy làm xong á, bác sĩ đã cho chị xem gương chưa? Chưa. Chưa. Nhưng mà hồi nãy giờ trên livestream á là rất nhiều khách hàng đã là bình luận là cực kỳ đẹp luôn. Thì chút xíu sau khi mà tắt cái video livestream này, em sẽ đưa gương chị xem là chị sẽ cảm giác là chị thay đổi ngoạn một cái diện mạo của mình luôn đó chị nha. Cho em hỏi một chút xíu á là trong quá trình làm á chị có cảm giác đau không? Không có đau. Không đau đúng không chị? Nhưng mà chị có lo lắng không ta? Có hồi hộp vậy đó. Hồi hộp làm xong mình như thế nào, mình có được như ý hay không cũng dạ. Hồi hộp, nhưng mà làm xong thì cũng được như ý muốn. Dạ, là em khẳng định chút xíu đó, xem gương là chị sẽ phải bất ngờ luôn á nha. Còn nhiều bạn bè lắm, để có gì tôi giới thiệu thêm nữa. Dạ rồi, em cảm ơn chị Thảo rất là nhiều luôn. Sau khi làm dịch vụ xong rồi á, cải thiện rồi, đẹp rồi thì về giới thiệu người quen cho nhà Melissa nha. Rồi. Dạ, rồi tất cả các quý khách ơi, mình theo dõi dùm em nha. Đây mặc dù là một dịch vụ tiểu phẫu nhỏ thôi đó, nhưng mà khi tất cả các quý khách hàng tới với nhà Melissa thì sẽ được đội ngũ bác sĩ, y tá kiểm tra sức khỏe nha. Đo huyết áp, tim mạch, tiểu đường này, test T này, tất cả các chỉ số sức khỏe của khách hàng ổn định thì nhà Melissa mới tiến hành làm dịch vụ nha. Tại vì các chị em biết sao không, làm đẹp nhưng sức khỏe của khách hàng phải là trên hết nha. Sức khỏe phải trên hết thì Melissa mới tiến hành làm dịch vụ nha. Chỉ với là 20 phút thôi, sau khi 20 phút mà trả lại cho chị khách hàng này cặp mắt hai mí to rõ đẹp nhẹ nhàng tự nhiên này, và sau khi kiểm tra sức khỏe huyết áp xong rồi thì Melissa sẽ tiến hành một cái khâu cực kỳ là quan trọng, đó chính là khâu thiết kế. Thiết kế để làm gì ạ? Thiết kế để xác định lượng da dư, da trùng, da lão hóa của khách hàng này. Thiết kế để ví dụ như da dư của mình 5 phần thì bác sĩ thấy lấy đúng là 5 phần, 7 phần lấy 7 phần. Tại vì nếu như mình không thiết kế thì nó sẽ xảy ra rất nhiều là hệ lụy luôn. Ví dụ như mình lấy da dư nhiều quá thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái phần mắt của khách hàng, nó sẽ bị trờn, nó sẽ bị sách lên. Còn nếu như lấy ít cái lượng da dư quá thì da dư nó không có triệt để thì mắt của chúng ta nó cũng, mắt của khách hàng cũng sẽ chưa có đẹp, chưa có hoàn hảo nha. Nên là tất cả các quý khách hàng ơi, những ai đang theo dõi livestream này, nếu như mình đang có tình trạng da dư trên cung chân mày đổ sụp xuống này, có mỡ, có da dư che mắt tầm nhìn của mình, che mắt hai mí, hoặc là mình có cặp chân mày bị trổ xanh trổ đỏ mà mình đã là chỉnh sửa nhiều lần nhưng mà nó vẫn không cải thiện được á, thì mình hãy nhanh chân tới với nhà Melissa, 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc để sử dụng ngay dịch vụ nâng cung mày trực tiếp Perfect Form tại nhà Melissa nha. Hiện tại dịch vụ này nhà Melissa đang có chương trình ưu đãi giảm giá từ 12 triệu giảm còn 6 triệu thôi nha. 12 triệu giảm còn 6 triệu thôi. Hoặc những chị em nào mình chưa có thời gian tới với nhà Melissa thì mình để lại số điện thoại trên livestream này, thì Melissa sẽ cho nhân viên gọi tư vấn cho tất cả các quý khách hàng nha. Em chào chị Đỗ Thị Bích Ly nè, em chào chị Út Út nè. Rồi ở đây có rất nhiều khách hàng là đã bình luận là sau khi chị khách hàng làm xong trẻ ra từ 5 tới 7 tuổi luôn. Chính xác luôn nha, trẻ ra từ 5 tới 7 tuổi luôn. Và em khẳng định luôn, khi mà tất cả các quý khách hàng tới với nhà Melissa thì mình hoàn toàn yên tâm nha. Với 25 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ, Melissa đã làm đẹp cho hàng triệu khách hàng rồi. Nên là tất cả các chị em yên tâm nha. Và đặc biệt em lưu ý luôn là khi tất cả các quý khách hàng tới với nhà Melissa thì sẽ được đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên môn cao, tay nghề giỏi để làm cho tất cả các chị em luôn. Nên là các chị em hoàn toàn yên tâm nha. Và các chị ơi, hiện tại Melissa đang livestream trực tiếp về dịch vụ
phẫu thuật nâng cung chân mày trực tiếp tại nhà Mai Sa nha các chị nha. Và các chị ơi, nếu như nãy giờ mà các chị nghe em tư vấn ở đây đúng không ạ, mình vẫn đang còn phân vân về dịch vụ cũng như là phân vân về sản phẩm tại nhà Mai Sa đi, em thân mời các chị mình tham gia một cái hội nhóm nha. Đây là một cái hội nhóm công khai với hơn 300.000 thành viên các chị. Khi mà các chị nhấp vào cái đường link ở dưới phần bình luận đó, em sẽ ghi một cái đường link ở dưới phần bình luận. Các chị nhấp vào cái phần bình luận này sẽ dẫn mình tới một hội nhóm các chị. Hội nhóm với một cái giao diện công khai như thế này. Và các chị ơi, các chị lưu ý giùm Mai Sa nha. Hội nhóm công khai với hơn 300.000 thành viên các chị. Tại vì hiện tại bây giờ đang có một cái hội nhóm giả với hơn 1 triệu thành viên các chị ơi. Thì đây không phải của nhà Mai Sa nha. Các chị lưu ý giúp Mai Sa nha. Hiện tại hội nhóm này lên tới 300.000 thành viên các chị. Đều là người thật, đều là việc thật, đều là khách thật của nhà Mai Sa, đã và đang sử dụng dịch vụ cũng như là sản phẩm của nhà Mai Sa. Em thân mời các chị mình tham gia vào hội nhóm này nha. Mình có thể nằm vùng trong đây, mình tích lũy thêm kiến thức làm đẹp, mình tích lũy thêm kinh nghiệm làm đẹp. Và sau này khi mà mình đã gọi là hiểu sâu, hiểu rõ về dịch vụ cũng như là sản phẩm của nhà Mai Sa rồi, mình có điều kiện rồi, thì mình có thể nhanh chân ghé tới 15 cơ sở gần nhất của nhà Mai Sa để làm dịch vụ nha. Và khi mà các chị tham gia vào hội nhóm này, các chị cứ để lại một cái bình luận giúp em, một bình luận nhỏ thôi, rằng là dịch vụ phẫu thuật nhà Mai Sa có đẹp không, rằng là dịch vụ phun mày, phun môi hay là chăm sóc da cộng với lại sản phẩm nhà Mai Sa có thật sự uy tín hay không. Thì tất cả những quý khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của nhà Mai Sa sẽ cho tất cả các chị ở đây một cái câu trả lời công tâm luôn nha. Và các chị ơi, các chị đang theo dõi phim live, cho em xin phép em thông báo một chút xíu về chương trình khuyến mãi nha. Tại vì chương trình khuyến mãi đã diễn ra được 6 ngày rồi các chị, từ ngày mùng 1 tháng 9 tới ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023. Và ngày hôm nay đã là ngày mùng 6, tức là ngày thứ 6 diễn ra chương trình rồi. Nếu như những chị em nào mình còn chưa nhanh chân ghé được với 15 cơ sở gần nhất của nhà Mai Sa, các chị cùng theo dõi phiên live nè nha. Khi em thông báo những chương trình ưu đãi cực kỳ sâu, cực kỳ hơi cho tất cả các quý khách hàng luôn nha. Mai Sa đang có chương trình ưu đãi về những bộ siêu phẩm hot hit là bộ N3 đang ưu đãi giảm còn 2.100.000 đồng, bộ C1 đang ưu đãi giảm chỉ còn với giá là 999.000 đồng, bộ B19 giảm còn 1.599.000 đồng, và bộ S2 sẹo rỗ đang được giảm giá còn 1.200.000 đồng. Và các chị ơi, nếu như các chị sở hữu một trong những bộ sản phẩm này, các chị còn sẽ được Mai Sa tặng thêm một sản phẩm tẩy lông trị giá là 400.000 đồng nữa nha các chị nha. Cho nên là những chị em nào mình đang theo dõi trong cái phiên live stream ngày hôm nay, em thân mời các chị mình để lại số điện thoại trong cái phiên live này để mình được hưởng chương trình ưu đãi luôn nha các chị nha. Và đến với cái chương trình ưu đãi ngày lễ quốc khánh 2 tháng 9 của nhà Mai Sa, khi quý khách hàng đi một người sẽ được ưu đãi là 20% cho dịch vụ, quý khách hàng đi nhóm 2 người sẽ được ưu đãi là 30% cho dịch vụ, và khi quý khách hàng đi nhóm từ 3 người trở lên sẽ được Mai Sa ưu đãi là đến tận 50% dịch vụ luôn cho các tất cả các quý khách hàng nha. Cho nên là những khách hàng nào đang có ý định chần chừ hay là trong cái dịp lễ này mình sắp xếp thời gian mình đến với nhà Mai Sa, đi càng đông rủ thật là nhiều cái người thân của mình đến với nhà Mai Sa để làm đẹp, để được hưởng cái ưu đãi là 50% luôn cả nhà nha. Và ngoài là giảm dịch vụ, về giảm chi phí về dịch vụ thì nhà Mai Sa cũng giảm sâu vào cái sản phẩm. Thì tất cả những bộ sản phẩm hiện tại nhà Mai Sa đều được ưu đãi cho tất cả các chị em khách hàng luôn nha. Và hiện tại nhà Mai Sa sẽ tiếp tục quay lại cận cảnh cái chị khách hàng vừa mới cắt treo xong của nhà Mai Sa cho các chị em nha. Đây là người thật việc thật của nhà Mai Sa. Và các chị ơi, em sẽ live stream lại một lần nữa cho tất cả các quý khách hàng mình cùng theo dõi nha. Sau khi chị khách hàng này sử dụng dịch vụ cắt treo nâng cung chân mày trực tiếp tại nhà Mai Sa, đầu tiên là cái lượng da dư, da trùng, da nhão nó đổ sụp xuống, nó che mất 2/3 nếp mí của mình đúng không ạ? Và sau 30 phút thực hiện dịch vụ cắt treo nâng cung chân mày trực tiếp tại nhà Mai Sa, các chị thấy là cái nếp mí của mình nó to, nó rõ hơn, nó không còn cái lượng da dư, da trùng, da nhão nữa đúng không ạ? Là con mắt của mình đã được trẻ hóa rồi đó các chị. Và khi mà các chị tới với nhà Mai Sa, các chị hoàn toàn yên tâm nha. Mai Sa sử dụng công nghệ độc quyền, đó chính là công nghệ may dấu chỉ 4D các chị. Khi mà các chị làm xong, bác sĩ sẽ thực hiện công nghệ may đính cơ bên trong, luồn chỉ, khép da và không để lộ chỉ bên ngoài, đóng khóa vết thương hai đầu cho mình luôn. Cho nên là các chị quan sát có thể thấy cái đường cắt của mình siêu nút nụt nụt là các chị, một đường hẳn siêu nút luôn. Và tuyệt đối Mai Sa không sử dụng những công nghệ cũ như là may bó cơ để làm cho khách hàng. Mai Sa sử dụng công nghệ độc quyền là công nghệ may dấu chỉ 4D các chị. Cho nên là sau khi làm xong,
hạn chế về vấn đề xâm lấn, hạn chế về vấn đề để lại sẹo thẩm mỹ cho tất cả các quý khách hàng luôn. Và các chị quan sát trên màn hình có thể so sánh, một bên là trưa làm da dưa da trùng da nhão che đi nếp mí, và một bên là sau 30 phút thực hiện dịch vụ là đã trả về nếp mí, đồng thời đường cắt của mình nó nút nụt nụt. Và khi mà các chị tới với nhà Mai Sa, khẳng định với các chị 100% trong quá trình tiểu phẫu là sẽ do đích thân bác sĩ thực hiện cho mình, bác sĩ chính quy có bằng cấp chính quy đàng hoàng các chị, đồng thời đảm bảo về gu thẩm mỹ. Cho nên là khi các chị tới với nhà Mai Sa, các chị hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó nha. Khi các chị sử dụng những công nghệ độc quyền này tại nhà Mai Sa thì sau thời gian làm các chị hồi phục cực kỳ nhanh và kết quả nó sẽ duy trì lâu dài cho tất cả các khách hàng luôn. Mai Sa với hơn 25 năm trong lĩnh vực làm đẹp rồi các chị, làm đẹp cho hàng triệu chị em phụ nữ, và với 15 cơ sở trải dài trên toàn quốc đều là những cơ sở to cao, nhà qua tập, nhà cao tầng đồ sộ. Và đối với những chi nhánh nào Mai Sa có giấy phép tiểu phẫu, Mai Sa mới thực hiện dịch vụ. Cho nên là khi các chị tới với nhà Mai Sa, các chị hoàn toàn yên tâm luôn. Và đặc biệt nha, nếu như các chị để lại số điện thoại trong phiên live này, các chị sẽ được hưởng giá chương trình ưu đãi từ giá gốc là 12 triệu đồng. Ngày hôm nay ưu đãi cho tất cả các quý khách hàng chỉ còn với giá là 6 triệu đồng thôi các chị. 6 triệu đồng để lấy lại thanh xuân, loại bỏ da dư, da trùng, da nhão. Và đây chính là kết quả sau 20 phút thực hiện tại nhà Mai Sa. Còn chỉ còn nguyên siêu luôn nha các chị nha. Mai Sa còn chưa kịp rút chỉ nữa, mà tại vì bắt cóc chị khách hàng này chút xíu, làm xong cải thiện quá trời đẹp luôn. Cho nên là xin phép chị khách hàng này bắt cóc livestream một chút xíu cho tất cả các quý khách hàng mình cùng hiểu sâu hiểu rõ về dịch vụ của nhà Mai Sa. Và các chị ơi, nãy giờ thì em cũng bắt cóc chị khách hàng này khá là lâu rồi, các chị cùng quan sát hiện trạng lại một lần nữa nha. Em chúc tất cả các chị có một buổi trưa vui vẻ bên gia đình và người thân luôn nha. Mai Sa xin chào và hẹn gặp lại ạ.